Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đuốn xem Tử Vi 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Mậu Ngọ, tháng Mậu Tý năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo khoang giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, ngày mậu ngọ, tức chi sinh cho can, có nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, thiên thượng hỏa, kỷ tuổi, nhâm tí, giáp tí, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành họa cục xung với tý hình ngọ hình dậu hại xỉu phá mão và tuyệt hời vài tuổi xung khác trong ngày tuổi bính tý giáp tý tuổi xung trong tháng Tùy bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quan, tốt mọi việc, sao Giải Thành, thần Giải Thần, Đại cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao ngũ hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục, xấu mọi việc sao thiên hỏa sáu về lập nhà, sao nguyệt phá sáu về xây dựng nhà cửa, sao hoang vu sáu mọi việc, sao thiên tặc sáu đối với khởi tạo, động thổ về nhà mới, khai trương, sao hỏa tai sáu đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa, sao phi ma sát hay còn gọi là sao tai sát, kỵ giá thú, nhập trạch, sao ngũ hư kỵ khởi tạo, cưới hỏi an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp, chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu. Cho nên, với bà tuổi Tý đang có điểm báo, dễ cảm thấy căng thẳng và nóng nảy, nhất là khi bắt tay vào công việc. Và bạn mệnh tuổi tí đang có nhiều suy nghĩ tiêu cực cho nên dễ có những hành động bồng bột khiến cho bản thân mình rơi vào nhiều rắc rối. Trong cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi tí ngày Chủ nhật này, bạn mệnh có thể nhận được sự để ý của nhiều người khác giới. Tuy nhiên, đa số đều tiếp cận với bạn nhằm mục đích không tốt đẹp. Vì vậy, với bạn tuổi tí, bạn hãy chủ động giữ khoảng cách với họ bên cạnh đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tý bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi tý bạn vốn là người thông minh nhưng lại có phần bảo thủ và hướng nội khó tiếp thu những ý kiến của người xung quanh vì vậy với bà tuổi tý bạn cần biết đây chính là một nhân tố khiến cho bạn khó khăn trong việc thăng tiến và với bạn cần phải nhanh chóng cải thiện những khuyết điểm của bản thân mình đi vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim căng thẳng và nóng nại khi làm việc tử vi tuổi bính tý thuộc thủy dễ có những hành động bồng bột khiến cho bản thân mình rơi vào rắc rối tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa nhận được sự để ý của nhiều người khác giới tử vi tuổi canh tý thuộc thổ chủ động giữ khoảng cách với người khác tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc chú ý tiếp thu ý kiến của mọi người Vài đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu điên, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. từ vi tuổi Sửu chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn đang có điểm báo tính khí thay đổi thất thường do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương hại gây ra và với bạn tuổi xỉu, bạn không giữ được sự cẩn thận và điềm tĩnh thường ngày nữa mà trở nên nóng nảy và thay đổi thất thường đến mức khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu về con người của bạn. đặc biệt là khi phải giải quyết những công việc khó khăn, bạn mệnh tuổi xỉu thường dễ mất kiên nhẫn và có thể bạn đã và đang bắt mình phải làm việc quá sức trong khoảng thời gian dài gần đây. bạn hãy bước chậm lại và tự dành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức cho mình. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy vận trình của bạn cũng đang có được sự may mắn khi mà nửa kia của bạn luôn là một người khoan dung và thấu hiểu cho bạn nếu như bạn có gặp khó khăn vướng mắc gì trong cuộc sống thì hãy tâm sự với người ấy bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất chi là nhiều hẳn là nửa kia có thể đưa ra những gợi ý rất chi là hữu ích cho bạn nữa và từ vi tuổi ất sửu thuộc kim thay đổi thất thường khiến cho mọi người khó hiểu từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy dễ mất kiên nhẫn trong giải quyết công việc từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ làm việc quá sức tâm trạng tiêu cực từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc tâm sự với nửa kia để nhẹ lòng hơn Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày Chủ Nhật này: Sự nghiệp 3 sao, Tài lộc 4 sao, Sức khỏe 4 sao, Tình cảm 5 sao, Con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dậu, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt. Cho nên, với bà tuổi dần, bạn luôn hăng hái khi bắt tay vào bất kỳ công việc gì, đồng thời bạn luôn nhiệt tình để giúp đỡ mọi người nữa. Tuy nhiên, việc này lại khiến cho bạn trở thành một người khá chi là hấp tấp và lại dễ mắc sai sốt. Và với bà tuổi dần, bạn đừng có cả thèm chóng chán mà hãy học cách duy trì sự hăng hái và kiên trì của mình trong suốt khoảng thời gian làm việc. Nếu không, bạn sẽ không thể nào hoàn thành được công việc đến nơi đến chốn và đạt được thành tích lý tưởng với mình. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia phát triển rất chi là tốt đẹp. Bạn không bao giờ tự mình quyết định mà luôn nhớ rằng trao đổi ý kiến với bạn đời của mình để cho mọi việc trong nhà đặc biệt là những việc trọng đại được thuận buồm xuôi gió về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy nhiệt tình hăng hái trong công việc tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa cả thèm chóng chán tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tôn trọng nửa kia không tự quyết định tử vi tuổi canh dần thuộc mộc vợ chồng đồng thuận với nhau trên nhiều vấn đề tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim kiên trì để gặt hái được thành công Vài đánh giá của ba tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, Chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem từ vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Mão, chua chúng ta thấy là với bà tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tư phá. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi Mão là bạn cần phải chú ý đến việc quản lý tài sản của mình trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi mão không nên tiêu tiền quá phóng tay vào những việc không cần thiết, đặc biệt là cần phải có đề phòng, không nên tin theo những đối tượng mới gặp lần đầu, mời dụ bạn vào tham gia vào những dự án đầu tư về tiền bạc. Trong ngày này, đối với những bạn kinh doanh buôn bán thì không nên vội vàng đưa ra quyết định về đầu tư vào thời điểm này, bởi rất có thể bạn sẽ rơi vào những cạm bẫy của kẻ tiểu nhân, vướng phải những mối quan hệ làm ăn bất lợi, bạn cần phải bình tĩnh, chờ đợi thời cơ thích hợp với mình. Trong ngày này, đối với mà tuổi mão, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này cho thấy với bà tuổi mão dễ vướng phải những mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp và có thể tất cả những điều mà bạn nghĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Đôi bên hãy bình tĩnh, trò chuyện với nhau để tìm ra tiếng nói chung nhất. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy cần chú ý bảo vệ tài sản, không nên cả tin. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa chi tiêu hợp lý, không dành tiền cho những thứ không cần thiết. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ dễ mắc bậy của kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc không nên vội vàng đầu tư. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim vướng phải những mâu thuẫn tranh chấp với đồng nghiệp. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cho nên với bà tuổi thìn, rất dễ phát tài lớn trong ngày hôm nay nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán với mình. Và với bà tuổi thìn, những gì mà bạn nhận được là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra. Bạn hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa và hy vọng vào tương lai với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn, bạn cũng có thể phát tài nhờ chính vận may của mình. Tuy nhiên, những trò chơi đỏ điên thường không mang lại tác động tích cực và không bền vững với bạn. Và bạn tuổi Thìn, bạn không nên có ý đỏ há miệng trở sung không làm mà được hưởng như vậy. Và trong ngày này đối với bà tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có hòa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bà tuổi thìn trong ngày hôm nay cũng đang có được báo hiệu được tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi thìn với cha mẹ của mình rất hòa thuận và bạn biết rằng cha mẹ là người đi trước có giàu kinh nghiệm, cho dù ý kiến của đôi bên có bất đồng đi chăng nữa thì bạn cũng không vội phạm bác mà thường suy ngẫm thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng với mình. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ dễ phát tài nhờ công việc kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ cố gắng hơn nữa và giữ vững niềm tin với mình. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc có thể phát tài nhờ vợ vận may. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim chăm chỉ làm việc không nên há miệng chờ sung. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy hòa thuận với những thành viên trong gia đình. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỷ, chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với ba tuổi tỷ, chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển rất chi là thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của tam hội cục cho vận trình của bạn và bạn tuổi tỵ bạn được nhiều người yêu mến vì có thái độ cư xử nhã nhặn thậm chí với bạn còn thể có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay nữa bên cạnh đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tỵ Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là một khi cơ hội xuất hiện trước mắt thì bạn nên nhanh chóng nắm bắt ngay, chớ nên nghi ngờ khả năng của chính mình mà chần chừ, do dự quá lâu để cho cơ hội trôi qua đáng tiếc với bạn. Những cơ hội quý giá chỉ xuất hiện một lần trong đời mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với Thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Với bạn tuổi Tỵ bạn cần phải dành nhiều sự quan tâm cho người nhà của mình hơn và bạn nên hiểu rằng đó là những người sẽ gắn bó và đi cùng với bạn trong suốt cuộc đời này, bạn đừng có mơ mộng đến những người khác hoặc là sự việc phù phím bên ngoài. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc họ công việc tiến triển thuận lợi như ý muốn, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ nhiều người yêu mến vì có cách đối nhân sự thế đúng đắn, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc nên tự tin hơn để nắm bắt cơ hội với mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc Kim không nên chần chừ do dự. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy quan tâm hơn đến gia đình, đặc biệt là nửa kia. Và đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, thủ xỉu, tuổi thân, tuổi giàu. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem từ vi tuổi Ngọ, chủ Nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tử ngọ chua chúng ta thấy là với bà tử ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình cái điều này gây ra ảnh hưởng xấu cho bà tử ngọ trong ngày hôm nay bạn mệnh tử ngọ đang có điểm báo rất hiếu thắng và luôn cho mình là người tài giỏi nhất và không chịu được những lời kích bác của những người khác. Chính vì vậy mà với bà tử ngọ rất dễ nổi nóng và đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác. Ai mà chả mong được nghe những lời khiên ngợi từ phía người ngoài. Tuy nhiên với bà tử ngọ, bạn nên ý thức rõ giá trị của bản thân. Biết rằng nếu muốn tiến bộ nhanh chóng thì cần phải nghiêm túc để lắng nghe những lời nhận xét chân thành của mọi người xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ ngày này là một ngày thích hợp để cho bạn tháo gỡ nhà cửa khám phá hay là chữa bệnh nếu như bạn đang thấy cơ thể của mình khó chịu thì bạn nên dành thời gian đi khám bác sĩ ngay phát hiện bệnh càng sớm thì càng dễ dàng trong việc chữa trị bệnh với mình vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim đang có điểm báo hiếu thắng chủ quan coi mình là nhất. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy thích làm theo ý của mình, không muốn người khác can thiệp vào. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏ họ, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ những mâu thuẫn với mọi người xung quanh đang xuất hiện do bạn mà ra. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nên quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình. Vài đánh giá của bà tuổi Ngọ trong ngày Chủ Nhật này: Sự nghiệp 3 sao, Tài lộc 4 sao, Sức khỏe 4 sao, Tình cảm 4 sao, Con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu vàng, quý nhân phụ trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi mùi, ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bà tuổi mùi đang rất vượng vận về đào hoa. Bạn được nhiều người chú ý cho nên đối với những bạn đang còn độc thân thì bạn hãy tranh thủ cơ hội này để trò chuyện, và mở lòng với những người khác và rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình trong ngày. Còn đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì bạn mệnh có được một ngày yên bình, bạn và nửa kia rất yêu thương nhau, cho nên luôn giúp đỡ nhau trong mọi công việc nhà, bạn luôn cảm thấy rằng chỉ khi ở nhà mình mới được thư giãn thực sự. Ngày này đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, chua thấy với bạn tuổi Mùi, bạn thực hiện tốt được những công việc mà cấp trên giao phó thì rất dễ nhận được sự khiên thưởng, động viên của cấp trên nữa và bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng kha khá để tích lũy vào tiền tiết kiệm của mình nữa rồi vài từ vi tuổi ất mùi thuộc kim nhận được sự chú ý của nhiều người khác phái từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy nên cởi mở hơn và mở rộng lòng mình từ vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa quan tâm giúp đỡ nữ kia trong công việc nhà từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ hoàn thành tốt công việc được giao từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc được đồng nghiệp cấp trên công nhận và đánh giá của 3 tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi mùi. Tử Vi tuổi Thân, Chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp ngày có thiên quan giáng họa cho nên bà tuổi thân đang có điểm báo phải va chạm với quan chức cấp cao vào ngày hôm nay. Và bạn mày tuổi thân, bạn cần phải giữ thái độ khiêm tốn, chủ động lắng nghe nếu không muốn mình vướng phải những rắc rối trong tương lai. Bạn tuổi thân, bạn cũng nên kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, tránh để những kẻ tiểu nhân kích động, gây ra những hành động sai trái. Và bạn hãy giữ cho hình tượng của bản thân mình, nếu không người khác sẽ có những ấn tượng không tốt về bạn, gây ảnh hưởng tới tín độ công việc của bạn đang làm. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có họa khác với Kim. Cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bà tuổi thân với nửa kia của mình lại không được tốt đẹp cho lắm. Hai bên có thể xảy ra những hiểu lầm vào ngày hôm nay. Và với bà tuổi thân, bạn đừng có vội, nóng giận mà hãy bình tĩnh, nói chuyện với nhau, hóa giải những xích mích không đáng có giữa hai người. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy dễ va chạm với quan chức cấp cao. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa kiềm chế bản tính nóng nảy dễ kích động. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ kẻ tiểu nhân chọc ngoáy phá hoại bàn. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc vợ chồng xích mích hiểu lầm nhau. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần phải bình tĩnh trò chuyện với nửa kia. Vậy đánh giá của bà tuổi thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Tì. từ vi tuổi giàu chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi giàu chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi giàu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho nên giúp cho bạn tuổi giàu đang có được những bước phát triển tốt trong sự nghiệp của mình và với bạn tuổi giàu nếu như bạn luôn nghiêm túc trong công việc suốt thời gian qua thì hôm nay chính là thời điểm để cho bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Và rất có thể với bà tuổi giàu sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc là được cải thiện chế độ đại ngọ. Với bạn, hãy tự tin hơn nữa để phát huy những điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, cũng không nên quá kiêu ngạo có những hành động suy nghĩ coi thường người khác trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối ba tuổi dậu bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi dậu là bạn cần phải tránh xa những mối quan hệ trai gái phức tạp nếu như không muốn rước họa vào thân mình nhất là đối với những người đã có gia đình rồi thì hãy giữ khoảng cách nếu có ai đó chủ động tiếp cận với bạn Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, công việc có những bước phát triển tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa được cải thiện chế độ đại ngọ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ tự tin và phát huy điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc không nên coi thường người khác. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim tránh xa những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Vài đánh giá của ba tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp. 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, dù là bạn tuổi Tuất rất chi là thông minh và nhạy biến, bạn có cách ứng sự phù hợp trong nhiều tình huống giao tiếp khác nhau. Chính nhờ vậy mà bạn chẳng làm mất lòng ai bao giờ và bạn có thể phát triển nhanh chóng nếu như bạn biết tận dụng được các mối quan hệ xã giao với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu rất chi là tốt đẹp. Bạn có được một mái ấm rất hạnh phúc, nửa kia của bạn là một người thấu tình đạt lý, cho dù đôi bên có những khi bất đồng quan điểm và bạn vô tình làm cho người ấy phật lòng đi chăng nữa thì người ấy cũng không bao giờ lớn chuyện với bạn. Con cái cũng là một trong những số điều khiến cho bạn tuổi tuất cảm thấy tự hào và bạn tuổi tuất bạn không đặt ra những yêu cầu quá nghiêm khắc hoặc là vô lý cho con cái của mình. Bạn tin rằng ai cũng có được sở trường của riêng mình và con cái cũng không cần phải phát triển theo một khuôn mẫu nào cả. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc họ giữ được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ phát huy được ưu điểm để thăng tiến trong tương lai. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc nửa kia luôn bao dung và thấu hiểu cho bạn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim tự hào về gia đình của mình. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy không đưa ra những yêu cầu khắc nghiệt với con cái. Và đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn, số 5, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp ngày có thủy khắc với họ cho nên bà tuổi hợi đang có điểm báo dễ gặp phải những điều không được như ý muốn trong cái mối quan hệ xã giao với mình ngày hôm nay và bà tuổi hợi có thể phải chịu sự phản bội của người thân thiết Xong, bạn cũng không nên quá thất vọng và tổn thương bởi không phải ai cũng là người tốt, biết trọng tình nghĩa đâu. Và trong gia đình, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi hợi với nửa kia cũng không được như ý muốn cho lắm. Hai người đang khá chi là lạnh nhạt và thờ ơ với nhau. Và bà tuổi hợi, bạn hãy chủ động để hàn gắn ngay khi có thể và đừng có chần chừ bủa mặc mọi chuyện muốn tới đâu thì tới trong vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi hợi bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi hợi là người có uy tín trong công việc nhận được sự tin cậy của mọi người và bạn vốn là người thông minh và sáng tạo thêm vào đó bạn còn là con giáp làm việc nghiêm túc tương lai ấp sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với mình về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa bị bạn bè người thân thiết phản bội tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ không nên giữ tâm trạng quá u uất tiêu cực tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc vợ chồng lạnh nhạt không quan tâm đến nhau tử vi tuổi tân hợi thuộc kim hãy hàn gắn tình cảm ngay khi có thể tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy tạo được uy tín với mọi người xung quanh và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 6 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu điên, màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi dần tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.